Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi vở bài tập tiếng Việt lớp 2 tuần 19 trang 8 đến trang 11. Sách Chân Trời Sáng Tạo, bài 2, Con Suối Bạn Tôi, sách giáo khoa, trang 13. Bài tập số 1, nghe viết Con Suối Bạn Tôi, từ đoạn suối cho đến xuôi dòng. Như vậy thì ở bài tập số 1 này các em có thể nhờ người thân hoặc là bạn bè đọc cho các em nghe và các em viết, rồi sau đó các em nhớ kiểm tra lại lỗi chính tả của mình nhé. Rồi tiếp theo bài tập số 2 là viết từ ngữ chứa tiếng có vần eo hoặc vần oe gọi tên từng sự vật hoạt động dưới đây. Như vậy ở bài tập số 2 này các em sẽ quan sát kỹ các bức tranh ở dưới đây, rồi chúng ta sẽ viết những cái từ ngữ mà những cái từ này chứa tiếng có vần eo hoặc là vần e để gọi tên từng sự vật hoạt động dưới đây. Thì các em thấy ở đây tranh đầu tiên, đây là một loại bánh xèo. Thì bánh xèo ở đây tiếng xèo có vần eo, như vậy ở đây đó là bánh xèo. Rồi, tiếp theo, các em thấy quan sát tranh ở tranh số 2 thì các em thấy cái cô gái đang múa quạt xòe ra, như vậy người ta gọi đây là múa xòe. Thì tiếng xòe ở đây có vần e. Rồi tiếp theo các em thấy tranh tiếp theo thì đây là hình ảnh, đây là tranh về có một chiếc thuyền và có một cái chèo. Như vậy ở đây thì người ta đang chèo thuyền. Thì tiếng chèo ở đây có vần eo. Từ ngữ ở đây chỉ tên từng sự vật ở đây, cái hoạt động ở đây đó là chèo thuyền. Rồi tiếp theo, tranh tiếp theo thì đây là đi cà kheo. Rồi tiếp theo ở đây là con chim chèo bẻo hoặc là chim chích chòe. Rồi như vậy thì chúng ta đã tìm được các từ chứa tiếng có vần eo hoặc là vần e gọi tên từng cái sự vật hoạt động ở trong tranh. Rồi tiếp theo sẽ qua bài tập số 3 là viết từ ngữ gọi tên từng sự vật dưới đây chứa tiếng có a, vần yêu hoặc là vần ưu. Như vậy thì ở bài tập số 3 này các em cũng sẽ viết từ ngữ gọi tên từng sự vật ở dưới đây để mà tức là những cái chứ, tức là các em sẽ viết từ ngữ gọi tên từng sự vật có ở trong tranh mà những cái từ đó chứa tiếng có vần yêu hoặc là vần ưu. Như vậy các em thấy tranh ở đầu tiên ở đây đó là con hươu ở đây là đó là hươu sao, thì các em có thể là viết từ ngữ ở đây đó là hươu. Rồi tiếp theo đây là đà điểu. Như vậy đà điểu ở đây có vần yêu. Tiếp theo ở đây là ốc bươu. Rồi tiếp theo ở đây là buồng chuối. Buồng chuối ở đây có vần ui. Rồi tiếp theo ở đây là hình ảnh, đây là núi có vần ui. Tiếp theo ở đây là ruộng muối. Ruộng muối có vần ui.
Rồi tiếp theo bài tập số 4, nói lời giải nghĩa phù hợp với mọi từ. Thì ở đây chúng ta sẽ có các từ và lời giải nghĩa ở bên đây. Như vậy, vườn có các từ vườn, sân và hiên. Các nghĩa đó là khoảng đất trống bằng phẳng thường ở ngay trước cửa nhà. Phần nền trước cửa hoặc là xung quanh nhà có mái che, khu đất ở thường, ở sát cạnh nhà được rào kín xung quanh để trồng cây. Như vậy thì các em sẽ nói cái lời giải nghĩa phù hợp với mỗi từ. Vườn là gì? Vườn đó là các em thường thấy là vườn là ở trong vườn nhà, thì các em thấy vườn đó là khu đất thường ở sát cạnh nhà của mình, được rào kín xung quanh để mà trồng cây. Như vậy thì vườn ở đây các em sẽ nói với cái nghĩa đó là khu đất thường ở sát cạnh nhà, được rào kín xung quanh để trồng cây. Rồi tiếp theo sân ở đâu? Thì sân là một khoảng đất trống ở ngay trước cửa nhà của mình. Như vậy sân các em sẽ nói với là sân là khoảng đất trống bằng phẳng thường ở ngay trước cửa nhà. Như vậy các em sẽ nói. Sân là khoảng đất trống bằng phẳng thường được ở ngay trước cửa nhà. Rồi tiếp theo hiên. Hiên là phần nền trước cửa hoặc là xung quanh nhà thường có mái che. Như vậy các em sẽ nói. Hiên là phần nền trước cửa hoặc là xung quanh nhà thường có mái che. Rồi tiếp theo là câu số 5, viết 2 đến 3 từ ngữ chỉ nơi thân quen với em. Thì các em sẽ suy nghĩ và các em viết các từ ngữ. Thì ở nơi nào thân quen với em nhất? Ví dụ như ở trong nhà của mình thì nơi thân quen của mình nhất là thường ở đâu? Ví dụ như là ở phòng khách, hoặc là phòng ngủ, hoặc là vườn, hay là phòng ăn. Các em thích, các em thấy nơi nào thân quen với mình nhất thì các em sẽ nêu ra. Ở đây cô ví dụ như là phòng ăn, phòng ngủ, vườn, vân vân. Rồi tiếp theo số 6, bài tập số 6, chọn từ ngữ trong khung rồi điền vào chỗ trống. Như vậy các em sẽ điền chọn những cái từ ngữ trong khung, đó là từ thềm, từ nhà, từ gian nhà và từ vườn, để mà điền vào những chỗ trống ở dưới đây. Như vậy các em sẽ đọc đoạn văn. Thanh bước lên nhìn vào trong nhà. Như vậy trước khi vào nhà thì chúng ta sẽ bước lên thềm. Như vậy các em sẽ chọn là từ thềm. Bước lên thềm nhìn vào trong nhà. Cảnh tượng như thế nào? Cảnh tượng gian nhà cũ không có gì thay đổi. Như vậy cảnh tượng gian nhà cũ không có gì thay đổi. Rồi tiếp theo, nghe tiếng thanh bà chống gậy trúc đi từ ngoài đâu? Ngoài vườn vào. Các em sẽ trình viết là ngoài vườn. Em chọn là ngoài vườn vào, bà nhìn thanh nâu yếm đi vào trong nhà kẹo nắng cháo. Như vậy các em sẽ chọn là từ nhà. Rồi tiếp theo câu số 7, bài tập số 7 là viết 4 đến 5 câu về việc nặng tò he của bác Huấn. Như vậy thì ở phần sách giáo khoa thì chúng ta đã có biết về cái công việc nặng tò he của bác Huấn. Thì chúng ta sẽ viết lại 4 đến 5 câu về việc nặng tò he của bác Huấn. Thì đây cô ví dụ là công việc nặng tò he của bác Huấn đòi hỏi rất nhiều sự tỉ mỉ, tận tâm. Bác tạo hình các sự vật một cách khéo léo từ những cục bột nhiều màu sắc, những con vật như là cá, gà, chó, mèo.
qua bàn tay bác đều trở nên thật sinh động. Những con tò he bác huấn nặng ra được trưng bày rất bắt mắt. Rồi tiếp theo là bài tập số 8, viết vào phiếu đọc sách những điều em đã chia sẻ với bạn sau khi đọc một truyện về nơi thân quen gắn bó. Như vậy ở bài tập số 8 này các em sẽ lựa chọn một cái quyển truyện về nơi thân quen gắn bó mà em đã đọc và các em sẽ viết những cái thông tin vào phiếu đọc sách này. Cô ví dụ như các em đọc tên truyện là Ngôi nhà ngọt ngào. Ví dụ như vậy các em đọc tên truyện có tên một quyển truyện có tên là Ngôi nhà ngọt ngào. Rồi, tên nhân vật có ở trong truyện đó là hai bạn nhỏ. Ví dụ là hai bạn nhỏ. Ở trong bài thì có hai nhân vật, có cái nhân vật là hai bạn nhỏ. Thì các em sẽ ghi nếu mà truyện các em đọc có nhân vật nào thì các em ghi vào. Rồi tiếp theo lời nói nào? Có những cái lời nói nào? Ở đây cô ví dụ như là ở trong truyện có lời nói là bạn Hoa ơi. Ở đây có rất nhiều ngôi nhà. Thì ở đây là lời nói ở trong câu chuyện. Thì ở trong câu chuyện của các em có lời nói nào thì các em sẽ trình bày ra. Rồi tiếp theo cái việc làm. Việc làm ở trong câu chuyện là như thế nào? Thì ở trong câu chuyện cái việc làm đó là hai bạn nhỏ đi dạo chơi và rơi vào một ngôi nhà làm bằng kẹo. Hai bạn nhỏ đi dạo chơi và rơi vào một ngôi nhà làm bằng kẹo. Rồi như vậy thì các em sẽ đọc câu chuyện và các em sẽ ghi vào những phiếu đọc sách như thế này. Các em sẽ nêu tên truyện, rồi nhân vật, lời nói, việc làm. Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi vở bài tập tiếng Việt lớp 2 của bộ sách Chân trời sáng tạo. Thì sau khi xem xong các em thấy dễ hiểu thì hãy nhấn nút thích và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh thầy Liêm để được xem những video tiếp theo nhé. Cô chúc các em học tốt và chào tạm biệt các em.